Vô mời anh em thưởng thức mì Quảng Gà. Mình đang ở mì Quảng mì gà Kế Xuyên. Kế Xuyên ở Thăng Bình. Thăng Bình, Quảng Nam. Đây là Thái Lê, đây là Thiện Tha Thu. Đây, mời anh em ăn sáng. Mình có camera hơi nhè, hơi như có xíu nước. Rồi anh em mà có dịp về Quảng Nam thì nhớ đặc biệt là mì Quảng. Mì Quảng thì ở đâu cũng ngon. Rồi ok. Mời anh em ăn sáng. Rồi sau đó thì ba anh em sẽ tiếp tục khởi hành. Rồi cái ni đồ tốn. Tốt lắm. Tốt. Few moments later. Con cá khá to này, khá to như thế nào đi vào ngoài cái đảo luôn. Rồi, có chụp này mà chụp rồi, dẫn ra đi rồi. Ô, úp mày còn. Chạy vô, mình tưởng sải rồi chứ. Còn lớn. Yeah. Thằng ký qua. Wow. Hào đào nó rất là khôn, ăn xong đóng một phát là chạy vô luôn, tưởng là mắc cá tới nơi rồi. Đúng thiệt luôn, khi mà nó sinh tô xong nó còn chạy vô hướng này nữa. Lúc nãy không hiểu ra mà đóng cái thế, đám lại cầm hơi tay vô cắn cằn đám sáo thiệt. Khóa mấy cá lại luôn rồi. Ấy bà làm chút nữa mình sẽ cố gắng qua đường kia đánh lại. Bây giờ mình sẽ đổi chiến thuật một chút, mình đánh ra giữa hồ. Mình sẽ đi đáy. Đầu tiên là cá sát, sau đó sẽ tới nợ ấy. Mình thấy một con mà. Con cá cho đi khá to đồng thở anh em. Vô đến con đầu tiên vẫn là cái con mà ưa thích nhất. Con tên là 50 đâu ta. Đây. Tên 50. Sát cô. Màu chữ rớt xuống nước luôn anh em ơi. What the fuck? Chữ kỳ quay luôn. Trê.
trí. Ừ. Tầm cả hơi ký á. Thành công. Oh, kẹp. Mình phải kẹp cho chắc rồi này mà. Không. Mình thì kéo lên được. Yeah. Ăn hết chạy luôn. Không thể chạy nữa luôn. Nào, cho đi luôn. Yeah. Rồi, mình có một và cái lưu ý á, mình muốn chia sẻ với anh em. Thì có nghĩa là sau khi cái da leader của mình á, thì mình câu được 1, 2 hoặc 3 con cá lớn thì cái da chắc chắn sẽ bị giãn. Anh em thấy không? Và cái lúc dằn co với con cá thì cái da nó sẽ bị sờ. Thì để tốt nhất anh em nên cắt một đoạn đi. Có lẽ cái vấn đề này thì đối với anh em miền Nam khi câu chảy á, thì anh em đã rất là quen thuộc. Và gần như cái mặc định dùng da leader của anh em miền Nam thì nó là như vậy. Nhưng mà đối với những anh em miền Trung cao cá lóc thì thực sự cái size cá lóc nó không có to lắm. Chỉ tầm khoảng 1 ký đổ lại thôi. Thì mình thấy anh em ít người quan tâm tới cái vấn đề là phải cắt da leader. Đây mình đã cắt rồi. Mình sẽ bỏ luôn những cái đoạn mà sờn hay là ấy đi. Thì cái da leader nó đâu có đắt lắm đâu anh em. Bữa nay anh em mua một cuộn tầm 200 nghìn thì anh em chơi cả năm rồi. Nó không đáng để tiếc. Vì khi mà anh em tiếc một vài mét dai á, nó chỉ có 5.000 thôi, 2-3 điếu thuốc, nhưng mà anh em sẽ mắc một con mồi hoặc đôi khi là một con cá. Đây. Còn nối leader thì nó cũng nhanh thôi mà. Rồi, tiếp tục. Bà xoa rồi. Mẹ nó có trà thả mà vô bà xoa rồi. Có trà đoan theo màu một ngâu mà. Xoa với thấy cái đào không. Bà xoa. Bà xoa mất đuôi. Mà lùn đi mới anh có trà cho nên động hết trơn.
răng lái đây. Mà anh có trạng nằm đấy thở vậy nè. Trốn. Dạ. Và xa này mơ. Thiếp. Cho biết. Kệ chụp cái gì thôi. Ok. Về. Một ăn hơi thua. Chắc chưa cơ hội. Yeah, lấy ha. Xanh to sáng rã ra lưới, còn dính còn lưới. Không tới rồi. Bả lộn. Bả túm lộn.